Đài RT dẫn thông tin từ Điện Kremlin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 4 đã điện đàm với người đồng cấp Iran, ông Ebrahim Raisi, sau vụ tấn công chưa từng có của Tehran nhằm vào Israel vào đêm ngày 13 tháng 4. Theo đó, Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã kêu gọi các bên kiềm chế xung đột, bày tỏ quan điểm rằng Moscow không ủng hộ việc xuất hiện một mặt trận đối đầu mới tại Trung Đông. Ông Putin nói, một cuộc xung đột mới sẽ gây thêm nhiều hậu quả tàn khốc cho khu vực. Đáp lời Tổng thống Nga, lãnh đạo Iran nói rằng Tehran đã giảm bớt quy mô cuộc tấn công vào Israel trong đêm ngày 13 tháng 4, nhấn mạnh rằng Iran không lo ngại việc leo thang căng thẳng hơn nữa, dù phía Israel có hành động đáp trả. Theo đài RT, cả hai vị lãnh đạo cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông là do những bất hòa giữa người Palestine và người Do Thái chưa được giải quyết. Ông Putin và ông Raisi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, nơi đang diễn ra xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza thuộc Palestine, cũng như thúc đẩy viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình. Theo RT, phía Israel mới đây tuyên bố sẽ có phản ứng rõ ràng và dứt khoát để đáp trả cuộc tấn công của Iran, cũng như để bảo vệ đất nước khỏi các mối hiểm họa từ bên ngoài. Trong khi đó, hôm 16 tháng 4, chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran, chuẩn tướng Kiomas Haidari cho biết cuộc tấn công của Iran vào Israel trong đêm ngày 13 tháng 4 đã giúp Iran phần nào đánh giá được khả năng phòng vệ của Israel, cũng như thể hiện được sức mạnh và vị thế của mình ở Trung Đông. Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng chiến thắng của Nga tại thành phố Chasiv Yar do Ukraine kiểm soát sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của các thành phố còn lại do Ukraine nắm giữ ở Donetsk. Chasiv Yar đang hứng chịu các cuộc tấn công quân sự kéo dài. Trả lời trang Politico, Trung tá Nazar Voloshyn, người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, nếu quân Nga chiếm được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Berdychi, Kramatorsk và Slovians. Ông nói thêm, những thành phố này là thành trì cuối cùng của khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Chasiv Yar là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược, nằm cách Bakhmut 10 km. Nó nằm ở độ cao chỉ huy, thuận lợi cho việc phòng thủ và kiểm soát khu vực xung quanh. Nó hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kiev, nhưng cũng bị quân đội Nga tấn công liên tục. Voloshyn nói đây là độ cao thống trị trong khu vực và việc kiểm soát nó cho phép quân Nga đơn giản hóa đáng kể bước tiến theo hướng Kostiantynivka cũng như hướng Sloviansk và Kramatorsk. Điện Kremlin ra lệnh chiếm giữ Chasiv Yar trước ngày 9 tháng 5 là ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, Voloshyn nói thêm. Các blogger quân sự Nga khẳng định Chasiv Yar là một cột mốc quan trọng trên con đường chiếm đóng toàn bộ khu vực Donetsk và hoàn thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch đặc biệt mà ông Putin đặt ra cho họ. Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật vào ngày 14 tháng 4 rằng quân đội Ukraine cho đến nay, theo đúng nghĩa đen, là đào sâu vào lòng đất để ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày của kẻ thù. Lực lượng Nga đã tận dụng lợi thế về quân số để tổ chức các cuộc tấn công theo nhóm nhỏ với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không, san bằng các tòa nhà dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng bằng bom và pháo binh trên không, sau đó đưa quân tấn công vào các vị trí được củng cố của Ukraine. Gần đây, Nga đã tái triển khai quân từ Liman gần đó tới Chasiv Yar. Quân đội Nga tuyên bố chỉ cách Chasiv Yar 500 m, nhưng Voloshyn cho biết thành phố và khu vực xung quanh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Syrskyi cho biết, để ngăn chặn sự thất thủ của thành phố, Bộ Chỉ huy Ukraine đã tăng cường các lữ đoàn chiến đấu gần Chasiv Yar bằng đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, Syrskyi chỉ ra rằng quân đội Ukraine cũng cần được nâng cao tinh thần. Syrskyi cho biết cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm cả yếu tố đạo đức và tâm lý. Voloshyn nói với Politico rằng bất chấp các cuộc tấn công liên tục, người Nga khó có thể đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kiev cần lực lượng phòng không của phương Tây, máy bay phản lực F-16 và các loại vũ khí khác để có thể thay đổi tình hình xung quanh Bakhmut và Avdiivka, nơi người Nga đang lợi dụng việc Kiev thiếu đạn và ưu thế trên không của Moscow. Cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, dường như đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar tầm xa Nebo của Nga ở khu vực Bryansk, các nguồn tin nói với Kyiv Post. Trạm radar này có khả năng theo dõi không phận sâu 700 km vào lãnh thổ Ukraine. Nó đóng vai trò như mắt thần giúp quân đội Nga phát triển vũ khí của Ukraine từ xa và hỗ trợ máy bay ném bom Moscow tấn công các mục tiêu ở biên giới hai nước bằng bom dẫn đường trên không. Theo Kyiv Post, tổ hợp Nebo trị giá $100 triệu đã bị 7 máy bay không người lái tự sát tấn công. Theo các nguồn tin, tổ hợp Nebu không còn hoạt động sau khi bị bầy đàn UAV lao vào. Nguồn tin cho biết thêm, việc phá hủy radar này đã hạn chế khả năng phát hiện mục tiêu trên không của quân đội Nga dọc biên giới phía bắc Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, theo Kyiv Post, nếu thông tin chính xác thì đây là hệ thống Nebu thứ hai của Ukraine bị phá hủy bởi đơn vị phản gián quân sự số 13 của SBU. Theo nguồn tin, hệ thống đầu tiên có thể đã bị phá hủy ở vùng Belgorod của Nga. Nebu của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar Nebu từ thời Liên Xô, được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau, từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Reuters vào ngày 15 tháng 4 cho biết, Nga và Ukraine gần như đã đạt được một thỏa thuận vận chuyển hàng hải mới trên Biển Đen vào tháng 3 sau 2 tháng đàm phán, chỉ để rồi Kiev đột ngột từ bỏ chỉ một ngày trước khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa đã không có thỏa thuận chính thức kể từ tháng 7 năm 2023 khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian ban đầu. Nga cho rằng Mỹ và EU đã không giữ đúng phần thỏa thuận ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian theo sự thúc đẩy của Liên Hợp Quốc và một thỏa thuận dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen đã đạt được vào tháng trước. Họ nói rằng mặc dù Kiev không chính thức ký kết, nhưng họ đã đồng ý rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Vào phút cuối, Ukraine bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị phá vỡ. Theo dự thảo mà Reuters được xem, Ankara đã làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen, tuân thủ các công ước hàng hải. Các đảm bảo sẽ không áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự, chở hàng hóa quân sự, trừ khi được tất cả các bên đồng ý, bản sao của tài liệu nêu rõ. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét chúng, miễn là chúng không chở hàng hoặc khai báo là hàng hóa phi quân sự. Lý do khiến Kiev rút lui chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương gặp rủi ro. Phát biểu với các phóng viên hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow từng tấn công tàu Ukraine ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc. Ông nói một trong những lý do khiến Moscow không quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là việc Kiev lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận. Ông Lavrov tuyên bố người Ukraine đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí của họ dưới dạng máy bay không người lái của Hải quân, gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Ông nói thêm, theo thỏa thuận cũ, chỉ có 3% số ngũ cốc được vận chuyển của Ukraine đến các quốc gia trong danh sách các quốc gia có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Kể từ đó, Moscow đã quyên góp 200.000 tấn ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi với lô hàng cuối cùng đến vào tháng 1 năm nay. Trong phát biểu mới nhất, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã đưa ra lời giải thích tại sao Mỹ lại không tham gia trực tiếp bảo vệ Ukraine tương tự như đã làm với Israel trong đợt tập kích đường không quy mô lớn do Iran thực hiện vào đêm ngày 14 tháng 4. Ông John Kirby nói, tôi đã chờ đợi câu hỏi này, xung đột khác nhau, không phận khác nhau, bối cảnh mối đe dọa khác nhau. Mỹ không phải là một bên của cuộc xung đột tại Ukraine. Ông John Kirby một lần nữa nhấn mạnh rằng ngay từ đầu cuộc xung đột Ukraine nổ ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng rằng Washington sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này với vai trò là một bên của cuộc xung đột. Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ lưu ý rằng Washington đã cung cấp cho Kiev vũ khí và các phương tiện để bảo vệ lãnh thổ. Ông này cũng phàn nàn về sự chậm trễ của Hạ viện Mỹ khi chưa thông qua dự luật tài trợ viện trợ cho Ukraine và Israel. Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran và xung đột khu vực Trung Đông lan rộng. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không tham gia cùng Israel thực hiện đòn trả đũa Iran sau vụ không kích. Chính điều này đã khiến Tel Aviv tuyên bố không thực hiện đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Vương quốc Anh David Cameron ngay sau tuyên bố của phía Mỹ cũng nêu ra quan điểm tương tự trong cách tiếp cận với cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu trên đài phát thanh LBC, ông David Cameron đã trả lời câu hỏi tại sao quân đội Anh không giúp Ukraine bắn hạ máy bay không người lái tại Ukraine, tương tự như đã phản ứng ra trong cuộc không kích của Iran nhằm vào Israel. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không bao giờ giúp Ukraine bắn hạ máy bay không người lái, tương tự như chúng tôi đã hỗ trợ Israel do lo ngại nguy cơ leo thang và chiến tranh quy mô lớn ở châu Âu. Điều NATO thực sự nên tránh là giao chiến với lực lượng Nga. Ông David Cameron nhấn mạnh rằng Anh đã làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác để hỗ trợ Ukraine. Đặc biệt, London đã giúp đào tạo hơn 60.000 quân nhân Ukraine và là nước đầu tiên cung cấp vũ khí chống tăng, pháo tầm xa và xe tăng cho Kiev. Trước phản ứng nhanh chóng và kịp thời của Mỹ và phương Tây cho Israel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây bảo vệ Ukraine tương tự như cách họ hỗ trợ Israel trong cuộc không kích của Iran. Tổng thống Ukraine tuyên bố, bằng cách bảo vệ Israel, thế giới tự do đã chứng minh rằng hành động hỗ trợ kịp thời sẽ mang lại hiệu quả toàn diện. Những hành động quyết đoán của quân đồng minh đã ngăn cản sự thành công của khủng bố và mất mát cơ sở hạ tầng, buộc kẻ xâm lược phải xuống thang. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Israel, giống như Ukraine, không phải là thành viên của NATO. Do đó, để bảo vệ nhà nước Do Thái, không cần thiết phải viện đến điều thứ 5 của hiến chương NATO. Về vấn đề này, giới chính trị gia Cộng hòa Séc cũng kêu gọi phương Tây hỗ trợ Ukraine tương tự như Israel. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu Martin Dvorak cho biết cuộc tấn công của Iran đã bị đẩy lùi thành công nhờ phản ứng nhanh chóng của quốc tế bằng cả biện pháp ngoại giao và quân sự. Ông này bày tỏ sự tiếc nuối khi các nước phương Tây không bảo vệ không phận Ukraine bằng năng lực tương tự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev giải thích cách Mỹ đối xử khác biệt với các quốc gia trong các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh, đối với Washington, sự khác biệt giữa Trung Đông và Ukraine là gì? Mỹ không muốn xảy ra xung đột diện rộng ở Trung Đông và cố gắng giữ thăng bằng và thể hiện sự kiềm chế. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga tin rằng thương vong ở dải Gaza làm xấu đi triển vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử sắp tới và cuộc chiến giữa Israel và Iran đang gây thêm bất ổn trong khu vực. Vào đêm ngày 14 tháng 4, Iran đã phóng 185 máy bay không người lái, 36 tên lửa hành trình và 110 tên lửa đạn đạo đất đối đất vào Israel. Tehran gọi đây là hành động đáp trả vụ tấn công lãnh sự quán nước này ở Damascus, Syria vào hôm 1 tháng 4. Bất chấp việc Jordan, Mỹ và Anh hỗ trợ lực lượng phòng vệ Israel ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn, các nước phương Tây vẫn kêu gọi chính quyền Israel thể hiện sự kiềm chế. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau vụ tấn công nhấn mạnh Washington sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công trả đũa của Tel Aviv nhằm vào Iran. Các nước G7 cũng ra tuyên bố chung ủng hộ Israel, đặc biệt tuyên bố ghi nhận sự sẵn sàng thực hiện các biện pháp để ứng phó với tình trạng mất ổn định tại khu vực Trung Đông. Mọi trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay đều được quy kết cho phía Iran. Tướng Barons nói với BBC rằng có nguy cơ cao Ukraine sẽ thất bại trong cuộc xung đột vũ trang với Nga trong năm 2024 này. Lý do tướng Barons đưa ra là Ukraine có thể cảm nhận rằng họ không thể thắng được nữa. Khi tới thời điểm đó, người ta sẽ không muốn tiếp tục hứng chịu thương vong chỉ để bảo vệ cái không thể bảo vệ. Ukraine hiện chưa tới điểm đó, nhưng quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược, vũ khí phòng không và binh lính. Chiến lược phản công của họ vào năm 2023 đã không đạt được mục tiêu đánh bật quân Nga ra khỏi những vị trí do họ kiểm soát. Không những vậy, hiện nay Moscow đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công vào mùa hè năm 2024. Cựu tư lệnh Anh Barons nhận định hình dạng cuộc tấn công của Nga khá rõ ràng. Chúng ta đang chứng kiến Nga đánh mạnh trên tiền tuyến, sử dụng lợi thế 5-1 về pháo binh, đạn dược và lợi thế đông người hơn, kèm với việc sử dụng các loại vũ khí tương đối mới. Các vũ khí mới này bao gồm bom lượn FAB, loại vũ khí được cải tiến từ bom thời Xô Viết có gắn thêm cánh, hệ thống dẫn đường GPS và 1.500 kg thuốc nổ hiện đang gây tổn thất lớn cho phòng tuyến Ukraine. Tướng Barons dự báo vào thời điểm nào đó trong mùa hè tới, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tấn công lớn của Nga với ý đồ không dừng ở thu lợi nhỏ mà hướng tới đột phá qua phòng tuyến Ukraine. Ông Barons nói, nếu điều đó xảy ra, phương Tây có thể đối mặt với nguy cơ lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine và thọc sâu vào các khu vực của nước này mà quân đội Ukraine không thể ngăn cản được. Năm 2023, Nga biết chính xác nơi mà Ukraine định tấn công theo hướng từ Zaporizhia tới biển Azov. Họ đã xây dựng kế hoạch tương ứng và thành công trong việc ngăn đà tiến của quân Ukraine. Hiện nay, đến lượt Nga tập trung quân và buộc Ukraine phải phán đoán Nga sẽ tấn công tiếp vào đâu. Tiến sĩ Jack Walling, nghiên cứu viên cao cấp về lục chiến tại Viện Liên quân Chủng Hoàng gia Russia, nhận định một trong các thách thức mà Ukraine phải đối diện là người Nga có thể lựa chọn địa điểm họ tung quân vào. Tiền tuyến rất dài và Ukraine phải bảo vệ toàn tuyến. Tiến sĩ Watling nói tiếp, quân đội Ukraine sẽ mất đất, vấn đề là họ sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và những trung tâm dân số nào sẽ bị ảnh hưởng. Rất có thể Bộ Tổng tham mưu Nga chưa quyết định hướng tấn công chính, nhưng có thể gom các lựa chọn của họ vào 3 nhóm chính sau. Hướng tấn công thứ nhất, thành phố Kharkov. Tiến sĩ Watling nhận định Kharkov chắc chắn rơi vào thế dễ bị tấn công. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, lại nằm sát biên giới với Nga, nên đây là mục tiêu hấp dẫn đối với Moscow. Kharkov hiện bị Nga tấn công hàng ngày bằng tên lửa, hành trình và đạn đạo, cũng như máy bay không người lái UAV. Ukraine không có đủ hệ thống phòng không để chống đỡ các cuộc tấn công đó. Tướng Barons cũng nhận định trong cuộc tấn công năm nay, Nga sẽ để mắt tới Kharkov, chỉ nằm cách biên giới Nga có khoảng 29 km. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào nhuệ khí quân đội Ukraine và nền kinh tế của nước này. Theo đoạn video do hãng thông tấn TASS công bố, hai binh sĩ trong biệt đội Ibis thuộc quân đoàn tình nguyện thân Nga ngồi bên cạnh một UAV RQ-20 Puma của quân đội Ukraine. Dựa theo tình trạng của khí tài trong đoạn video, chiếc RQ-20 trúng đạn ở đuôi trong khi cánh hai bên đã bị tháo ra. Một trong hai binh sĩ sau đó lần lượt giới thiệu về những linh kiện điện tử trang bị trong chiếc UAV Puma. Được biết, địa điểm quay đoạn video nằm gần thành phố Soleda thuộc khu vực Donbass. Thông tin từ trang quân sự min.in.ua của Ukraine cho hay RQ-20 Puma là UAV chính xác, được nhà thầu quân sự Eurovironment nghiên cứu vào giữa thập niên 2000 và chính thức đưa biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 2008. Mỗi hệ thống tác chiến của RQ-20 gồm 3 chiếc UAV và 2 trạm điều khiển mặt đất. RQ-20 Puma dài 1,4 m, chiều dài sải cánh 2,8 m, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 5,9 kg. Loại UAV này dù chỉ được trang bị động cơ có công suất 1 mã lực nhưng có thể đạt vận tốc bay trung bình và tối đa lần lượt là 37 km/h và 83 km/h. Do có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ nên quy trình triển khai RQ-20 diễn ra đơn giản thông qua việc người lính sử dụng tay để phóng khí tài này. Một chuyên gia quân sự Đức đã bất ngờ khi Nga lần đầu dùng bom nhiệt áp ODAB-1500 được trang bị mô đun UMPK tại khu vực Sumy ở Ukraine. ODAB-1500 mạnh ra sao? Vào ngày 16 tháng 3, quân đội Nga đã dùng bom nhiệt áp dẫn đường ODAB-1500 nặng 1,5 tấn để tấn công vị trí của tiểu đoàn Kraken của Ukraine ở thị trấn Velika Pisarivka thuộc tỉnh Sumy. Vụ nổ tạo ra một đám mây hình nấm bốc cao tới 1.000 m trên bầu trời. Việc không quân chiến thuật Nga dùng vũ khí cực mạnh này đã khiến các nhà quan sát phương Tây tỏ ra lo lắng và khó chịu. ODAB-1500 cũng giống các loại bom có điều khiển khác, bao gồm hai bộ phận độc lập, đó là bom nhiệt áp và mô đun dẫn đường cánh lượn đa năng UMPK. Bản thân ODAB-1500 là một thùng chứa vật liệu nổ tổng hợp, được trang bị một hoặc nhiều ngòi nổ. Về nguyên tắc, chỉ cần ném vào mục tiêu là có thể đạt được mục đích. Theo cách thả rơi tự do truyền thống, các yếu tố như tốc độ và độ cao của máy bay, vận tốc gió trên không và mặt đất, khu vực oanh kích phải được tính toán kỹ. Nếu tốc độ và độ cao của máy bay càng lớn thì bom có thể bay được càng xa, tuy nhiên độ chính xác sẽ giảm mạnh. Để nâng cao tầm bay và độ chính xác, bom mới được trang bị mô đun UMPK, biến nó thành vũ khí có điều khiển chính xác. Mô đun UMPK bao gồm cánh lượn để giúp chúng có thể bay xa khi chưa rời máy bay, cánh được xếp gọn, hệ thống dẫn đường quán tính INS, hệ thống thu phí tín hiệu vệ tinh để hiệu chỉnh sai số cho INS, nguồn điện, bộ xử lý trung tâm, hệ thống điều khiển cánh lái. UMPK không có động cơ trợ lực đẩy nhưng nhờ tốc độ và độ cao của máy bay, thả theo nguyên lý ném lao và luồng không khí tạo ra với lực nâng cánh lượn giúp bom có thể bay được xa hơn. Nói cách khác, tốc độ máy bay là nguồn năng lượng cho quả bom bay theo phương ngang. Đồng thời, nhờ lực nâng do cánh lượn tạo ra, mô đun UMPK có thể thay đổi quỹ đạo bay trong phạm vi nhất định, cho phép lái đến mục tiêu một cách chính xác. Trên thực tế, không quân chiến thuật Nga đã sử dụng bom này từ tháng 3 năm 2023. Qua thời gian sửa đổi và nâng cấp theo yêu cầu của chiến trường, đến tháng 7 năm 2023, loại bom lượn được đưa vào oanh kích rộng rãi. Quân đội Nga tỏ ra rất hài lòng với độ chính xác. Khi một quả bom nặng 1.500 kg trang bị mô đun UMPK được máy bay tác chiến thả từ độ cao 10.000 m, nó có thể lướt đi được quãng đường từ 40 tới 70 km và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác vài mét. Bom nhiệt áp kết hợp với mô đun UMPK nguy hiểm như thế nào? Đặc điểm chính của ODAB-1500 là sử dụng bom nhiệt áp, khác với loại nổ phá thông thường. Nó bao gồm chất nổ mạnh HE được bọc trong một thùng chứa có thanh mỏng. Nhiên liệu có bom nhiệt áp chứa đầy chất khí ethylene oxit, sau này khí propylene được sử dụng. Sức công phá của loại vũ khí này được thể hiện qua tên gọi, nhiệt độ và áp suất. Nhiệt độ rất cao có thể được tạo ra trong khu vực nổ, trong khi áp suất đề cập đến các điều kiện áp suất cao và thấp xen kẽ, có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu bị phơi nhiễm. Khi bom nhiệt áp cách mục tiêu 10 mét, thiết bị đầu tiên được kích hoạt, phun chất nổ lỏng dưới dạng đám mây khí dung, son khí. Đám mây sẽ bao phủ hoàn toàn khu vực mục tiêu, xâm nhập vào mọi ngóc ngách được bảo vệ, mà vũ khí thông thường không thể tiêu diệt hiệu quả, và đi vào các công sự dưới lòng đất thông qua cửa ra vào, ống thông gió, lỗ châu mai, ống thoát nước, vân vân. Sau đó, ngòi chính kích hoạt đốt cháy đám mây khí dung và tạo ra vụ nổ dữ dội với nhiệt độ cao lên tới 4.000 tại tâm chấn. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt của mặt trời chỉ là 5.500, không có sinh vật sống nào có thể tồn tại trong bán kính vụ nổ. Nếu nhiệt độ cao không thể giết chết tất cả những người trong khu vực mục tiêu một cách hiệu quả, thì áp suất cực lớn và làn sóng xung kích siêu thanh ngay lập tức sẽ đủ để nghiền nát cơ thể con người, xương của họ sẽ gãy vụn, cơ bắp bị rách và sẽ không có cơ hội sống sót. Nga còn dùng vũ khí nhiệt áp nào ở Ukraine? Không chỉ có bom, pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A cũng được quân đội Nga sử dụng. Tất nhiên, trọng lượng đạn của nó nhỏ hơn nhiều so với ODAB-1500 nên tầm sát thương bị hạn chế. Bom nhiệt áp được phát triển từ những năm 1980 nên có thể thấy là công nghệ này đã được thử nghiệm và kiểm chứng trong thực chiến. Vậy điều gì đã cho phép một quả bom nhiệt áp cũ thời Liên Xô phát triển thành một loại vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả đến mức khiến đối phương phải hoảng sợ? Đây là sự kết hợp giữa kiểu bom cũ với bộ UMPK mới, có thể đảm bảo độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu, đồng thời phát huy được khả năng công phá kinh hoàng của nhiệt áp. Nói chung, bom nhiệt áp dẫn đường là một trong những loại vũ khí hàng không tốt nhất xét về mặt hiệu quả và chi phí. Thực tế chiến đấu cho thấy hiệu quả của một quả bom loại này tương đương với 5 quả bom nhiệt áp rơi tự do, trong khi bộ UMPK sản xuất hàng loạt với giá thành rất rẻ, chỉ từ 10.000 tới 20.000 đô la Mỹ một bộ. Đồng thời, mô đun UMPK giúp tầm bay tăng lên, cho phép máy bay tác chiến tránh bị hệ thống phòng không đối phương bắn hạ. Lực lượng không quân chiến thuật Nga đã dùng bom nhiệt áp rơi tự do ODAB-500 nhưng không thể giải quyết được tất cả các nhiệm vụ, và hiện tại các mục tiêu này đã được ODAB-1500 xử lý triệt để. Quân đội Nga gần đây cho biết họ sẽ dùng bom dẫn đường được cải tiến từ FAB-3000 vì cả hai loại này đều có trọng lượng tương tự nhau nhưng chưa rõ biến thể ODAB-3000 đã sẵn sàng hay chưa. Nếu như ODAB-1500 đã khiến các chuyên gia quân sự Đức lo lắng, thì khi Nga dùng ODAB-3000 đáng sợ hơn nữa thì sẽ như thế nào? Ngoài ra, trong kho của quân đội Nga vẫn còn tồn tại những con quái vật như ODAB-9000, được mệnh danh là cha của các loại bom, với sức công phá sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Estonia, Thiếu tướng Enomos mới đây đã tuyên bố rằng Nga có khả năng đạt được bước đột phá ở Kharkov và chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine chỉ bằng một đòn đánh. Nhưng để duy trì quyền kiểm soát khu vực này sẽ đòi hỏi sự hiện diện của một lực lượng lớn hơn đáng kể. Tướng Mos mô tả chiến lược của Nga ở Ukraine là sử dụng chiến thuật AMIP, trong đó họ sử dụng các lực lượng nhỏ hơn, phân tán trên nhiều khu vực, với hy vọng xác định được sơ hở của quân đội Ukraine để từ đó huy động một lực lượng lớn hơn đánh vào. Các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga vào Kharkov giữa bối cảnh các nhân vật tuyên truyền thân Điện Kremlin đe dọa hủy diệt thành phố. Tướng Mos bình luận rằng mặc dù Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom nhằm vào thành phố, nhưng để chiếm được Kharkov vẫn là một thách thức. Ông Mos nói Nga có thể đột phá phòng tuyến của quân đội Ukraine trong thành phố chỉ trong một lần tấn công, nhưng để giữ nó trong tầm kiểm soát sẽ cần nhiều quân hơn, và đây chính xác là những gì người Nga ngày nay đang thiếu. Theo Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Estonia, Nga hiện có nhiều quân ở Ukraine hơn 2 năm trước, nhưng trình độ huấn luyện và chỉ huy của họ ở cấp đại đội trở xuống còn thấp. Ông Mos bình luận thêm, trong những tuần gần đây, họ đã cố gắng phối hợp với các cuộc tấn công bằng xe bọc thép ở cấp đại đội, mặc dù đây là những trường hợp khá là cá biệt. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Estonia tin rằng Nga đang cố gắng mở rộng chiến tuyến để buộc Ukraine phải thực hiện các biện pháp phòng thủ rộng hơn. Ông mô tả chiến thuật của Nga là chiến thuật AMIP. Một phóng viên đặc biệt của Kyiv Post và đoàn làm phim gần đây đã đến thăm Kharkov, thành phố đã trở thành chiến trường và gần như hứng chịu pháo kích liên tục kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đoàn làm phim đã ghi lại được cuộc tấn công gần như hàng ngày mà Kharkov phải gánh chịu, diễn ra cách nơi các nhà báo ở khoảng 1 km. Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine trước đây đã báo cáo rằng người Nga vừa gây ra các cuộc tấn công tàn khốc hàng ngày vào Kharkov, vừa đang đồng thời tăng cường chiến dịch, tuyên truyền nỗi sợ hãi nhằm người dân ở đây. Nhiều tin đồn được lan cho rằng chính quyền thành phố Kharkov đang chuẩn bị đầu hàng quân đội Nga hoặc bỏ trốn, mang theo những tài sản có giá trị, tài liệu và tiền bạc. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô mới của quân đội Nga vào Kharkiv. Theo ông Zelensky, khi bắt đầu cuộc chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắm mục tiêu vào Kharkov bởi vì thành phố có giá trị biểu tượng quan trọng đối với ông. Tuy nhiên, ông Zelensky kiên quyết rằng Ukraine đã sẵn sàng ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm chiếm giữ thành phố một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn điều này xảy ra. Theo kênh Military Summary, lực lượng Moscow đã thiết lập được hoàn toàn quyền kiểm soát ngôi làng Semenivka, đồng thời tiếp tục dọn dẹp Berdychi. Kênh D3 đưa tin, tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga tiếp tục phát huy thành công khi tiến về Novobakhmutovka, mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía tây ngôi làng. Tại Semionovka, lực lượng Moscow đã có mặt ở trung tâm làng. Ngoài cuộc tấn công ở phía tây, họ tiếp tục phát huy thành công ở sơn phía bắc Avdiivka. Kênh Tidovka cho biết, tại Avdiivka, sau khi nhốt chặt các đơn vị Ukraine ở khu vực Novokalinovo, lực lượng Moscow tấn công Ocheretino, một trung tâm hậu cần quan trọng của đối phương trong khu vực này. Tuyến đường sắt đi qua Ocheretin cùng mạng lưới đường nối Novobakhmutovka, Arkhangelskoye, Kedamik và Novokalinovo cũng xuất phát ở đó. Theo đó, việc Ocheretino sụp đổ mất vai trò vị trí trung tâm cung cấp thường xuyên cho các đơn vị Ukraine trong khu vực này có thể sẽ đe dọa Bộ Chỉ huy Ukraine với một cuộc khủng hoảng chiến thuật khác trước ưu thế vượt trội của đối phương. Kênh Keroman xác nhận, chiều qua vào ngày 15 tháng 4, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương khỏi Semionovka. Tuy nhiên, công việc truy quét tàn quân Ukraine tại khu định cư vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, họ cũng tiếp tục phát triển thành công ở phía bắc Berdychi hướng tới Ocheretino. Nhờ các hoạt động tấn công tích cực, hiệp đồng quân binh chủng giữa không quân, pháo binh và bộ binh, Nga đã chiếm được hai thành trì quan trọng của đối phương, khống chế các tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị Ukraine ở Berdychi. Đồng thời, lực lượng Moscow cũng đã tiến đến gần vùng ngoại ô của làng Novobakhmutovka nằm ở phía nam Ocheretino và buộc đối phương phải rút lui khỏi phần lớn Zaria nhưng vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn. Trong khu vực này, Ukraine dần dần bị đẩy lùi về phía Ocheretino, nơi họ sẽ phải cố gắng giữ bằng được, bởi nếu khu định cư này thất thủ thì tuyến phòng thủ tiếp theo của lực lượng Kiev dọc Novoselka-Pervaya, Novoprokopsky, Solovoi được đánh dấu bằng đường chấm màu xanh trong bản đồ dưới đây sẽ trở nên vô nghĩa. Kênh Suri Yakamavs đưa tin, ở phía tây thủ phủ Donetsk, quân đội Nga đã có những bước tiến lớn bên trong thành phố công nghiệp nhỏ Krasnohorivka. Họ đã chiếm các ngôi nhà nông thôn ở ngoại ô phía đông nam cho tới tận khu nghĩa trang. Ngoài ra, quân Nga còn tiến đến ga xe lửa và các tuyến đường phía nam Zalignina, Lemontova và Vosmoho-Berenia. Rõ ràng, lực lượng Moscow đã có thể củng cố được bàn đạp tấn công ở Krasnohorivka. Một trận chiến đô thị cam go bắt đầu, trong đó bom FAB đóng vai trò rất quan trọng để mở đường cho quân Nga. Tuy nhiên, bước tiến của họ có thể sẽ chậm lại ngay khi tới khu công nghiệp vốn đầy rẫy những vị trí giúp binh sĩ Ukraine có thể cố thủ. Dự kiến trận chiến giành khu định cư sẽ kéo dài ít nhất là hết mùa xuân, tức là khoảng tháng 5. Kênh Aviv Voenkori cho biết, tại Krasnohorivka, trực thăng tấn công của Nga tập trung tập kích vào các vị trí của đối phương, hỗ trợ các cuộc tấn công của bộ binh trong mũi xung kích, gồm 6 xe chiến đấu. Các trận chiến đô thị tiếp tục diễn ra ở ngoại ô phía đông nam thành phố, nơi quân Nga đang củng cố bàn đạp. Lực lượng Kiev được hỗ trợ bởi xe bọc thép, cố gắng phản công nhằm đánh bật đối phương ra khỏi đầu cầu trong khu vực đô thị. Kênh Keroman cũng xác nhận lực lượng Moscow tiến vào Krasnohorivka từ phía nam và chiếm ngôi làng nghỉ mát ở phía đông nam thị trấn, trong khi tấn công xa hơn về phía bắc, dọc theo các tuyến chiến hào. Kênh Zilati 71 cho biết có tin quân Nga tiến sâu hơn vào vị trí của đối phương khi các nhóm xung kích được hỗ trợ bởi xe bọc thép và máy bay đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của Chasiv Yar. Các cuộc đấu súng đã và đang diễn ra dọc đường Zelena và đang dần tiến gần đến kênh Siversky Donetsk. Kênh D3 đưa tin, quả ngọt phản công mùa hè 2013 của Ukraine có nguy cơ mất toàn bộ khi lực lượng Moscow đang hình thành thế bao vây Robotyne. Lực lượng Kiev báo cáo rằng binh sĩ Nga đang chiếm giữ tất cả các vị trí chủ chốt và nguy cơ không thể giữ được ngôi làng này. Các cuộc đụng độ của Robotin và phía Tây Bắc về Vovoi đã được báo cáo. Trước nguy cơ khu định cư đã giành được trong cuộc phản công hè thu năm ngoái bị thất thủ, lực lượng Ukraine đã tăng cường tuyến phòng thủ thứ cấp ở khu vực Orekhov để sẵn sàng ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 15 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 87 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trên mặt trận. Đối phương phóng 15 tên lửa, thực hiện 18 cuộc không kích và 29 cuộc tấn công từ hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia. Ở hướng Kupiansk, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi trên hướng Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper với 4 cuộc tấn công bất thành vào khu vực làng Krenki. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 2 khu vực tập trung quân và một điểm kiểm soát của Nga. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 1 khẩu pháo, 3 khu vực tập trung quân và 4 điểm điều khiển UAV của đối phương. Một nguồn tin tình báo quốc phòng nói với Kyiv Independent rằng lực lượng Ukraine hôm 15 tháng 4 đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào một sở chỉ huy ở Crimea. Thông tin này được đưa ra sau khi có thông tin về vụ nổ ở Crimea vào buổi trưa theo giờ địa phương, cảnh báo không kích kéo dài suốt 2 giờ. Nhóm du kích địa phương Ates cho biết đã nghe thấy âm thanh hoạt động của lực lượng phòng không Nga. Ates tuyên bố căn cứ quân sự của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 810 ở Sevastopol đã bị tấn công. Theo kênh Kriminway, máy bay Nga cũng được ghi nhận là cất cánh trong thời điểm cảnh báo không kích. Nga vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công được báo cáo tính đến 6 giờ chiều địa phương. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea nhắm vào các cơ sở quân sự và vũ khí trang bị của Nga trong và xung quanh Biển Đen. Người phát ngôn Hải quân Dmytro Plentenchuk hôm 30 tháng 3 cho biết Nga đã rút gần như toàn bộ tàu lớn khỏi các cảng ở Crimea sau những cuộc tấn công thành công của Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 15 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tại cuộc họp với Bộ Tổng tư lệnh tối cao, ông đã nghe báo cáo từ tình báo quốc phòng và nước ngoài về các kế hoạch quân sự của Nga trong mùa xuân và mùa hè. Ông nói, hai báo cáo tình báo quan trọng từ người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ivachenko và người đứng đầu Tổng cục tình báo quốc phòng Budanov về các hành động của Nga vào mùa xuân và mùa hè. Những gì chúng ta phải chuẩn bị dưới mọi hình thức, Nga sẽ cố gắng tăng cường các hành động tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả. Ngoài ra, theo Tổng thống, đã có một báo cáo của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi về những vấn đề nóng bỏng nhất. Bộ chỉ huy đặc biệt chú ý đến các trận đánh ở Chasiv Yar, Pokrovsky và Kupiansk. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov báo cáo về việc thực hiện các hợp đồng cung cấp đạn pháo và máy bay không người lái, cũng như tác chiến điện tử. Ngoài ra, còn có cuộc trò chuyện chi tiết về việc sử dụng tác chiến điện tử và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, trong những tuần tới, ưu tiên của Ukraine khi thảo luận với các đối tác sẽ là phòng không và vũ khí cho quân đội ở tiền tuyến. Ukrainska Pravda đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 15 tháng 4 đã giới thiệu 4 dự luật riêng biệt về viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan và các ưu tiên an ninh quốc gia. Ông Johnson đã tiết lộ đề xuất của mình trong cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào thứ Hai ngày 15 tháng 4 sau nhiều tháng trì hoãn. Theo hai nhà lập pháp có mặt tại cuộc họp, dự luật thứ tư liên quan đến an ninh quốc gia sẽ bao gồm lệnh cấm TikTok, một điều khoản cho phép Mỹ sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để giúp đỡ Ukraine, đạo luật cho thuê để viện trợ quân sự và các khoản vay chuyển đổi cho mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, kế hoạch hiện tại không có bất kỳ điều khoản nào về biên giới, điều mà người phát ngôn Đảng Cộng hòa Kevin Hunt cho biết có thể gây ra sự phản đối trong phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn. Những người cho rằng bất kỳ viện trợ nào cho Ukraine đều phải đi đôi với việc giải quyết tình hình ở biên giới phía Nam. Financial Times đưa tin, Thủ tướng Cộng hòa Séc Pet Fiala cho biết, như một phần trong sáng kiến của mình, nước này đã ký kết hợp đồng cung cấp 180.000 quả đạn pháo cho Ukraine và đang tiến hành ký hợp đồng thêm 300.000 quả nữa. Ông nói tình hình ở Ukraine rất nguy hiểm, họ sắp hết đạn, đồng nghĩa với việc họ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn mỗi ngày. Điều này khiến họ vô cùng khó khăn trong việc giữ vững tiền tuyến, chiến tuyến mà an ninh và tương lai của toàn châu Âu phụ thuộc vào nó, người đứng đầu chính phủ Séc nói. Chúng tôi đang nỗ lực để có thêm 300.000 quả đạn pháo và đã ký kết hợp đồng với 180.000 quả đạn đầu tiên. Chúng sẽ được chuyển đến mặt trận Ukraine trong những tháng tới, ông lưu ý. Thủ tướng Séc cho biết khoảng 20 quốc gia đã tham gia sáng kiến này, trong đó chỉ đề cập đến Đan Mạch và Hà Lan. Theo ông Fiala, sáng kiến của Giác cũng giúp phương Tây có thời gian thích nghi với tình hình mới, trong đó chiến tranh đang thay đổi thế giới. Chúng ta phải làm quen với thực tế là một chính sách an ninh có trách nhiệm phải bao gồm đầu tư lớn hơn đáng kể vào quốc phòng để ngăn chặn. Cộng hòa Séc đã xác định được hơn 1 triệu quả đạn pháo trên toàn thế giới có thể được mua cho Ukraine bên ngoài châu Âu. Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Séc Tomáš Poza thừa nhận đạn dược mua theo sáng kiến của Séc có thể sẽ đến Ukraine sớm nhất là vào tháng 6. Ukraine phân bổ 6 tỷ đô la Mỹ mua sắm vũ khí vào năm 2024. Kyiv Independent đưa tin Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Syrskyi nói với các nhà báo hôm 14 tháng 4 rằng ngân sách quốc phòng trị giá 40 tỷ đô la Mỹ của Ukraine trong năm nay bao gồm 6 tỷ đô la Mỹ để mua sắm vũ khí. Kyiv đặt mục tiêu nội địa hóa sản xuất vũ khí và tăng cường nỗ lực đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái trong nước, một công cụ quan trọng trên chiến trường, trong bối cảnh sự bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh việc viện trợ quân sự từ Mỹ bị đình trệ. Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng thiết bị và vũ khí trong nước vào năm 2023 so với năm trước đó. Ông Kamyzin cho biết đây là số tiền 6 tỷ đô la Mỹ mà chúng tôi có trong hợp đồng với các nhà sản xuất của mình, chủ yếu là các nhà sản xuất Ukraine, và số tiền này rất ít vì năng lực sản xuất của chúng tôi cao gấp 3 lần. Theo Bộ trưởng, Kyiv đang đàm phán với các đối tác nước ngoài để mua các thiết bị quân sự bằng chi phí của họ và sau đó chuyển chúng cho lực lượng vũ trang nước này. Ông Kamyzin cho biết thêm, Ukraine sẵn sàng tự đáp ứng nhu cầu bằng hoạt động sản xuất của chính mình trong một số lĩnh vực bao gồm xe bọc thép, hệ thống không người lái và pháo binh. Ukraine có các thỏa thuận về sản xuất quốc phòng chung với một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Vào tháng 12 năm 2023, Kyiv và Washington đã ký một tuyên bố về ý định hợp tác sản xuất vũ khí. Thỏa thuận giữa hai nước được cho là sẽ góp phần xây dựng các cơ sở sản xuất ở Ukraine để cung cấp vũ khí cho quân đội, đặc biệt là thiết bị phòng không và đạn dược, cũng như các dịch vụ sửa chữa và bảo trì. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine hôm 14 tháng 4, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba thừa nhận đã đặt ra vấn đề trên với phương Tây sau những cánh cửa đóng kín. Ngoại trưởng Kuleba nói, khi chúng tôi họp sau những cánh cửa đóng kín, tôi nói với các đối tác, các bạn thân mến, nếu các bạn muốn cho thuê thì chúng tôi thuê, nếu các bạn muốn đóng cửa biên giới, hãy cứ làm điều đó, nhưng hãy đưa Patriot cho Ukraine. Khi được hỏi liệu các nước phương Tây có đồng ý cung cấp hệ thống phòng không này với điều kiện như vậy hay không, ông Kuleba thừa nhận rằng giải pháp này vẫn chưa được nhất trí. Trong khi đó, khi được hỏi rằng liệu kế hoạch sử dụng hệ thống phòng không của Mỹ ở Ba Lan để bao phủ bầu trời phía Tây Ukraine có khả thi hay không, ông Kuleba trả lời, thực tế sẽ là như vậy. Trên thực tế, điều này sẽ bảo vệ các nước NATO khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái hoặc tên lửa vào lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine đã nỗ lực tăng cường phòng không. Tuy nhiên, nhu cầu phòng không càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Nga nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Hôm 13 tháng 4, Đức tuyên bố chuyển giao bổ sung hệ thống Patriot cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đây tuyên bố cần có 25 hệ thống Patriot để ngăn chặn hoàn toàn bầu trời Ukraine khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Gần đây, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine đã được cam kết hỗ trợ 100 hệ thống Patriot, nhưng trước tiên họ cần có 7 hệ thống trong số đó ngay tức thì. Ưu tiên của Ukraine không chỉ là Patriot mà còn có cả tổ hợp SAM-PC vốn cũng có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nói về việc này, Ngoại trưởng Kuleba cũng cho biết Ukraine hiện đang đàm phán việc chuyển giao 2 tổ hợp Patriot và 1 tổ hợp SAM-PC. Theo ông, chủ đề về hệ thống phòng không hiện nay là nóng nhất và nan giải nhất. Theo Pravda, trong ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã giải thích nguyên nhân khiến London và các đối tác không thể giúp Kyiv đánh chặn UAV và tên lửa Nga dù họ có thể làm điều này tại Trung Đông. Ông Cameron nói không quân Anh không thể giúp Ukraine như những gì đã làm ở Israel. Việc tham gia đánh chặn tên lửa và UAV của Nga đồng nghĩa với việc NATO xung đột trực tiếp với Moscow. Nếu bạn muốn căng thẳng không leo thang ở châu Âu, đây là điều cần tránh. Cũng theo ông Cameron, việc sử dụng các tiêm kích để bắn hạ UAV và tên lửa không phải là phương án tối ưu do chi phí tốn kém và chưa chắc đã hiệu quả. Vì vậy, Ngoại trưởng Anh cho rằng các đối tác cần viện trợ thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại, đặc biệt là tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất. Về phía Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cũng cần được hỗ trợ như Israel, quốc gia vốn không phải là thành viên NATO. Chúng tôi không cần NATO phải kích hoạt điều 5 trong hiến chương, chỉ cần những động thái chính trị là đủ. Ông Zelensky nói, Theo truyền thông Ukraine, quốc gia này đang thiếu hụt vũ khí phòng không trầm trọng khi các gói viện trợ từ phương Tây bị đình trệ trong thời gian qua. Chính quyền Kyiv kêu gọi các đối tác nhanh chóng cung cấp thêm các tổ hợp phòng không cho Ukraine để đối phó với các cuộc không kích quy mô lớn của Nga. Drone đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine, giúp cả hai bên giám sát mọi hoạt động của đối phương, khiến mặt trận gần như tê liệt. Vô số máy bay không người lái drone đang vần vũ hàng ngày trên bầu trời ở tiền tuyến Ukraine, săn tìm bất kỳ dấu hiệu di biến động nào trên mặt đất, đến nỗi cả binh sĩ Ukraine và Nga đều không dám rời khỏi nơi ẩn nấp. Mỗi khi làm nhiệm vụ, thay vì hành quân theo đội hình, họ lao từ công sự này sang công sự khác, hy vọng các phi công điều khiển drone đối phương không phát hiện. Những người điều khiển drone chuyên nghiệp với khả năng được mài dũa trên mặt trận có thể săn lùng một người lính bộ binh đến tận cùng, bám theo họ đến tận nơi ẩn náu hay chiến hào để tung đòn quyết định. Oleksandr Nasenko, chỉ huy cốt 9.2, đơn vị drone thuộc quân đoàn 92 của Ukraine cho biết, xu hướng sử dụng drone cỡ nhỏ ngày càng nhiều đã biến chiến trường thành vùng chết chóc. Anh nói, những ai dám di chuyển, bất kể ngày hay đêm, dưới con mắt giám sát của drone kẻ thù đều sẽ chết ngay lập tức. Drone giá rẻ được triển khai ở Ukraine đã thay đổi phương thức tác chiến hiện đại và bước đầu mang lại lợi thế cho Kyiv trên chiến trường, nơi họ luôn bị áp đảo về quân số và hỏa lực. Nasenko nhấn mạnh, đây là thay đổi mang tính sống còn đối với chúng tôi, nhưng Nga đã nhanh chóng bắt kịp và bắt đầu sản xuất hàng loạt drone của riêng mình. Xu hướng trên đã tạo ra một mặt trận đầy rẫy drone và các thiết bị tác chiến điện tử dùng một lần, được gọi là thiết bị gây nhiễu, giúp làm gián đoạn hoạt động của drone. Phổ biến nhất trên chiến trường hiện nay là drone góc nhìn thứ nhất FPV, thường được điều khiển từ xa bởi phi công. Andrew Cote, chánh văn phòng của Berdychi Drones, công ty drone có trụ sở tại Sydney của Mỹ, nói rằng những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay ở Ukraine là những cuộc chiến chớp nhoáng bằng drone. Mọi thứ như bị đóng băng bởi nếu bạn ló mặt ra ngoài trời, bạn sẽ bị săn lùng. Tiến bộ trong công nghệ drone đã giúp cứu sống nhiều phi công khi chúng giúp họ hoạt động xa chiến trường hơn so với trước đây. Nhưng drone với những trang bị cả về camera tầm nhiệt và kính nhìn ban đêm cũng thu hẹp đáng kể không gian lẫn thời gian binh sĩ có thể di chuyển an toàn, gây thương vong cao và ngăn cả hai bên đạt được đột phá lớn trên chiến trường. Nhưng thực tế mới này cùng với các bãi mìn rộng lớn, tình trạng thiếu đạn dược và binh lính khiến nỗ lực mở các đợt tiến công quy mô lớn để tái kiểm soát lãnh thổ của Ukraine dường như trở thành nhiệm vụ bất khả thi, giới quan sát đánh giá. Nga, quốc gia có kho tên lửa dồi dào và sức mạnh không quân vượt trội, đã tận dụng tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine để chiếm thành phố chiến lược Avdiivka ở miền đông và đang nỗ lực giành thêm nhiều lãnh thổ mới. Cuối tuần trước, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cảnh báo tình hình ở mặt trận miền Đông đã xấu đi đáng kể. Ukraine giờ đây chủ yếu dựa vào drone để gây khó khăn cho Nga khi tiến công. Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh sản xuất drone trên quy mô lớn, Ukraine hiện phải chạy đua để chế tạo hơn 1 triệu drone trong năm nay với hy vọng có thể ngáng đường đối phương. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách hơn khi Kyiv đang cạn kiệt đạn pháo và vũ khí phòng không, trong khi tốc độ viện trợ từ phương Tây không theo kịp diễn biến chiến trường. Suốt nhiều tháng, Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã chặn gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, người đang giám sát phần lớn hoạt động phát triển drone của đất nước, cho hay drone Ukraine đã chứng minh được độ chính xác cao hơn đạn pháo khi tấn công một số mục tiêu. Tuy nhiên, pháo binh vẫn là khí tài hàng đầu và có vai trò không thể thiếu trong cung cấp hỏa lực chế áp mạnh trên chiến trường. Trong giai đoạn đầu của xung đột, quân đội Ukraine đã dựa vào pháo binh để hạ các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng Nga và ngăn chặn bước tiến của đối phương. Hiện nay, tình trạng thiếu hụt trầm trọng đạn pháo 155mm đồng nghĩa ngay cả khi drone xác định được những mục tiêu có giá trị, họ cũng khó lòng tấn công hiệu quả. Denis, 31 tuổi, chỉ huy phi đội drone thuộc Lữ đoàn 45 của Ukraine, người tiến hành các nhiệm vụ trinh sát sâu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, cho biết nếu không có đủ đạn pháo, chúng tôi sẽ thua cuộc. Nepal, 32 tuổi, là phi công điều khiển drone trong cùng lữ đoàn của Denis, nói trong quá trình chờ đợi phương Tây chuyển giao thêm đạn pháo, chúng tôi chỉ có thể cầm chân họ bằng drone. Ukraine đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ làm phi công drone như Nepal, vai trò từng không tồn tại vào thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ hồi năm 2014. Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức hóa vai trò của những người điều khiển drone, thành lập một binh chủng mới mang tên lực lượng không người lái, đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ là nhiệm vụ chính của drone. Ông tuyên bố thừa nhận rằng vai trò của lực lượng bộ binh đã thay đổi đáng kể. Theo Bộ trưởng Fedorov, nhu cầu drone trên chiến trường đang vượt xa năng lực cung cấp của Ukraine. Ngay khi chúng tôi đáp ứng được toàn bộ nhu cầu hiện nay, ngay ngày mai thôi sẽ có thêm 10 phi đội mới, ông nói. Số lượng drone khổng lồ được tung ra tiền tuyến, đồng nghĩa chiến trường trở nên vô cùng rõ ràng với cả hai bên. Nepal nói, dưới camera giám sát theo thời gian thực của hàng chục drone trên một khu vực, bất cứ hành động tiến công hay phòng thủ nào cũng có thể bị đối phương phát hiện ngay lập tức. Drone có giá thành chế tạo khá rẻ nhưng lại mang giá trị chiến lược to lớn, đến mức Nepal phải dành hàng giờ mỗi ngày sửa chữa những thiết bị tịch thu được từ Nga hoặc thiết bị của chính họ để tái sử dụng. Các hệ thống tác chiến điện tử có chức năng gây nhiễu, cắt sóng drone và vô hiệu hóa màn hình điều khiển của phi công đang khiến nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn. Nepal cho hay đôi khi anh phải thả đạn hoặc điều khiển drone lao vào mục tiêu trong trạng thái gần như bị mù do bị đối phương gây nhiễu. Nga cũng đang tăng cường sử dụng drone để tập kích và quân đội Ukraine không có nhiều phương pháp để chống lại. Nepal thường phải vừa cầm súng trường vừa quan sát, cố gắng phòng thủ bằng cách bắn hạ drone chứa đầy thuốc nổ của đối phương trước khi chúng đâm vào họ. Fox, 32 tuổi, là chỉ huy của Nepal cho biết, mùa thu năm ngoái, quân đội Ukraine có thể tự do sử dụng drone tiêu diệt mục tiêu đối phương, nhưng hiện tại do bị phá sóng, drone của họ thường không thể di chuyển quá 1,5 km trước khi màn hình chuyển sang màu xám. Stanislav, 35 tuổi, là người điều hành một đơn vị drone ở miền đông Ukraine, cho hay trong bán kính 10 km quanh nơi lữ đoàn của anh và hai lữ đoàn khác kiểm soát, khoảng 100 drone trinh sát và tấn công hoạt động mỗi ngày. Stanislav giải thích, điều khó khăn nhất là xác định chiếc drone đang bay trên đầu mình là của Ukraine vừa trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ hay vũ khí của Nga chuẩn bị lao xuống tấn công. Đơn vị của Stanislav đang sử dụng hệ thống gây nhiễu do công ty Covertus Ukraine phát triển để phá sóng drone đối phương, nhưng nó cũng cản trở hoạt động của drone Ukraine. Stanislav nói, anh mong muốn có một nút ma thuật để phá mọi loại sóng, nhưng với drone sử dụng giải tần số ngày càng rộng, công nghệ như vậy không có sẵn. Theo Fox, Nga biết các phi công drone có giá trị như thế nào đối với Ukraine và đang nhắm mục tiêu vào họ bằng bom dẫn đường và rocket. Trong một nhiệm vụ gần đây, nhóm của Nasenko đã điều khiển drone hướng về phía trận địa Nga. Họ dùng camera ảnh nhiệt rà soát và phát hiện nơi lính Nga ẩn náu. Drone thả lựu đạn gây ra một vụ nổ lớn rồi trở về căn cứ gắn thêm lựu đạn để tiếp tục tấn công. Camera do drone trinh sát ghi lại cho thấy hai lính tìm cách chạy trốn drone Ukraine, nhưng quân phục ngụy trang không giúp ích nhiều cho họ dưới camera ảnh nhiệt. Ngay khi họ tìm được nơi ẩn nấp, drone lập tức phát hiện và lao vào, tung đòn tấn công tự sát. Vài ngày sau, các thành viên trong đơn vị Anh bắt tay vào một nhiệm vụ khác, nhưng lần này khi đang ở trên chiến trường, họ trở thành mục tiêu pháo kích của Nga, khiến hai người trong đội thiệt mạng. Một quan chức Iran đã tiết lộ với Al Jazeera về kế hoạch tấn công Israel lần thứ hai sau cuộc tập kích hôm 13 tháng 4. Ngay lập tức, cơ quan báo chí này đã đăng trên mạng xã hội X. Khẩn cấp, một quan chức Iran nói với Al Jazeera, chúng tôi sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với Israel. Trong lúc đó, Israel vẫn chưa có động thái đáp trả Iran. Sáng hôm 16 tháng 4, nội các Israel tiếp tục bàn về phản ứng với cuộc tập kích của Iran sau khi cuộc họp đầu tiên chưa thống nhất phương án đáp trả. Theo Channel 12 News, Israel muốn tấn công Iran mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng gợi mở đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược nhằm chống lại các mối đe dọa từ Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc tập kích vào Israel nổ ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran và cũng không ủng hộ điều này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết Mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột. Ông Blinken nói thêm, chúng tôi không tìm cách leo thang, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phòng thủ của Israel và bảo vệ nhân viên của chúng tôi trong khu vực. Cũng trong hôm 16 tháng 4, nhà phân tích chính trị Syed Mohammed Marandi của Đại học Tehran tuyên bố cuộc tấn công của Iran vào tuần trước đã thành công trong việc do thám sức mạnh quân sự của Israel. Ông Marandi nói Iran biết những máy bay không người lái UAV sẽ bị bắn hạ, nhưng chúng chỉ là mồi nhử để khiến Israel và các đồng minh bộc lộ sức mạnh phòng không của họ. Ông Marandi cũng tiết lộ quân đội Iran đã lên kế hoạch tấn công đợt 2 trong lúc Israel vẫn đang lựa chọn phương án phản ứng phù hợp. Nếu Iran thực sự muốn tấn công Israel, cuộc tấn công đó sẽ gấp 10 lần cuộc tập kích hôm 13 tháng 4. Iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo. khi Iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel trong trận không kích cuối tuần trước, Israel đã dựa vào một công cụ quan trọng mà Ukraine hiện vẫn chưa có: sự hỗ trợ trực tiếp ngay lập tức từ Mỹ và các đối tác khác với khí tài quân sự trong khu vực. Trong hơn 2 năm, Ukraine đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, thường bao gồm cả máy bay không người lái Shahid, được cho là do Iran sản xuất, giống như loại mà Tehran đã sử dụng trong trận tập kích gần đây. Ukraine phải trông cậy vào một loạt hệ thống phòng không do các đối tác phương Tây cung cấp, bao gồm 3 khẩu đội Patriot do Mỹ thiết kế và quân đội Ukraine vận hành. Trong tháng này, nhà máy điện lớn nhất ở Kiev đã bị tấn công. Ngược lại, khi loạt vũ khí được phóng từ Iran, Iraq, Syria và Yemen tới các mục tiêu ở Israel vào cuối tuần này, các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị ứng phó bằng máy bay chiến đấu, khẩu đội Patriot ở Iraq và các tàu khu trục của Mỹ. Anh, Pháp và Jordan cũng tăng cường hỗ trợ. Cùng với hệ thống phòng không Iron Dome, tức là vòng sắt của Israel, Mỹ và các đồng minh tuyên bố hạ gục 99% trong số khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái của Iran, tránh được thiệt hại lớn cho Israel. Theo Washington Post, sự khác biệt trong phản ứng của Mỹ khiến giới quan sát ở Ukraine chú ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chỉ riêng tuần trước, Nga đã phóng gần 130 máy bay không người lái Shahid, 80 tên lửa và 700 quả bom dẫn đường vào Ukraine. Ukraine đã phải dựa vào lực lượng quân sự của mình và nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt để đối phó với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, phản ứng ngay lập tức của các nước trước cuộc tấn công của Iran vào Israel đã chứng minh rằng các hệ thống phòng không hiện đại có thể phát huy hiệu quả và nỗ lực phòng thủ như vậy vẫn khả thi. Ông Zelensky nói thêm, cả thế giới thấy rằng Israel không đơn độc trong nỗ lực phòng thủ, mối đe dọa trên không cũng đang được các đồng minh của họ loại bỏ. Và khi Ukraine nói rằng các đồng minh của họ không nên nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và máy bay không người lái của Nga, điều đó có nghĩa là cần phải hành động và hành động quyết liệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược và các khí tài cần thiết khác để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc không kích. Tương tự, Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đề cập đến sự giúp đỡ trực tiếp mà các đối tác đã cung cấp cho Israel. Ông Kuleba tuyên bố, ngay cả khi các nước không thể hành động như cách họ đã hành động ở Israel, hãy cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại của công việc. Các quan chức Ukraine cho biết họ cần 26 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ để bao phủ toàn bộ đất nước. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với đài phát thanh LBC của Anh rằng các đối tác cần hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính, ngoại giao và cung cấp vũ khí để tự vệ bên cạnh việc huấn luyện quân đội. Ngoại trưởng Kuleba gần đây đã tăng cường sức ép lên phương Tây để có thể nhận thêm các hệ thống phòng không. Cho đến nay, chỉ Đức đồng ý và thông báo vào cuối tuần trước rằng họ sẽ gửi thêm một hệ thống Patriot tới Ukraine. Một số người Ukraine bày tỏ hy vọng cuộc không kích bị đánh chặn, phần lớn ở Israel, sẽ thúc đẩy hành động ở đồi Capitol, nơi viện trợ cho Ukraine có thể gắn liền với việc hỗ trợ thêm cho Israel. Các quan chức Ukraine không phải là những người duy nhất so sánh tình hình ở Ukraine với Trung Đông. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski bình luận, bây giờ việc tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa của Israel và trang bị cho Ukraine các hệ thống tương tự sẽ rất hữu ích. Cách dễ nhất là mở khóa gói viện trợ cho Ukraine và Israel. Trong một báo cáo mới hôm 15 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ lưu ý rằng việc Israel phòng thủ thành công trước cuộc tấn công của Iran nhấn mạnh những điểm yếu do vị trí địa lý của Ukraine, cũng như sự xuống cấp liên tục của ô phòng không Ukraine gây ra đối với nỗ lực của Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên của Nga. Vị trí địa lý gần gũi của Ukraine với Nga cũng đặt ra một thách thức khi tên lửa và máy bay không người lái thường chỉ di chuyển quãng đường ngắn để tiếp cận mục tiêu, khiến Ukraine chỉ có vài phút để phản ứng. Trong khi đó, Israel và các đối tác có vài giờ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Iran, báo cáo của ISW cho biết. Những người khác cho rằng hệ thống phòng thủ đa quốc gia của Israel cho thấy Ukraine đang bị bỏ rơi. Nhà lập pháp Ukraine Oleksiy Koncharenko viết trên Telegram, Ukraine nên rút ra kết luận gì? Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 15 tháng 4 nói trong họp báo, tôi đã thấy một số thông tin nói Iran cố tình thất bại, rằng thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ này hoàn toàn là có chủ ý. Tôi cũng thấy Iran nói họ đã đưa ra cảnh báo sớm để giúp Israel chuẩn bị phòng thủ và hạn chế mọi thiệt hại tiềm tàng. Tất cả những điều đó hoàn toàn sai. Các quan chức Mỹ trước đó tiết lộ Tehran đã chuyển thông điệp qua Thụy Sĩ tới Washington, cảnh báo họ có ý định đáp trả cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Kyiv nhận xét thông tin Tehran đã thông báo trước về thời gian hoặc mục tiêu của cuộc tấn công là nực cười. Ông nói thêm rằng cuộc tập kích cho thấy Iran có ý định rõ ràng là tàn phá và gây thương vong lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố ủng hộ vững chắc Israel, nhưng Nhà Trắng lưu ý họ không muốn tình hình leo thang khiến xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Dù vậy, Kyiv nhấn mạnh Israel mới là bên ra quyết định về việc liệu họ có muốn phản ứng hay không và phản ứng như thế nào trước hành động từ Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, vào đêm ngày 13 tháng 4, rạng sáng ngày 14 tháng 4, phóng hơn 300 UAV tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel. Vụ tấn công được cho là gây thiệt hại không đáng kể ở Israel do hệ thống phòng thủ vòm sắt cùng hỗ trợ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã đánh chặn 99% quả đạn do Iran phóng ra. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhắm trực tiếp vào lãnh thổ của Israel sau nhiều năm căng thẳng. Những lời đe dọa trả đũa của Iran nhắm vào Israel sau khi đổ lỗi cho Tel Aviv tiến hành cuộc tấn công nhắm vào đại sứ quán của họ ở Damascus hôm 1 tháng 4 đã được hiện thực hóa vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Theo đó, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel, sử dụng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa, dù phần lớn chúng đã bị Tel Aviv đánh chặn. Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý vào Israel và chờ đợi phản ứng của Tel Aviv đối với cuộc tấn công của Iran, thì các lãnh đạo ở Tehran lại đe dọa rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn nếu Israel quyết tâm trả đũa. Dưới đây là những quan chức cao cấp nhất Iran dàn dựng vụ tấn công lịch sử vào Israel. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Khamenei, 84 tuổi, là một chính trị gia và lãnh tụ tôn giáo Sikh ở Iran. Ông là một trong những nhà lãnh đạo đứng đằng sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ông được coi là cánh tay phải của nhà lãnh đạo cuộc cách mạng Ayatollah Ruhollah Khomeini và cũng từng là một trong những người ra quyết định quan trọng trong cuộc chiến tranh với Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Năm 1998, sau cái chết của lãnh đạo tối cao Khomeini, ông Khamenei được bổ nhiệm làm người kế nhiệm, đảm nhận vai trò lãnh đạo tối cao Iran. Ông Khamenei là người ra quyết định cuối cùng về mọi chính sách, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự. Trong những ngày gần đây, sau khi đại sứ quán của Iran ở Damascus bị tấn công, bản thân lãnh đạo tối cao Khamenei đã nhiều lần thề sẽ trả đũa Israel bằng cách tát vào mặt nước này sau khi bày tỏ sự tức giận tột độ của mình. Chỉ huy quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC Hossein Salami. Ông Salami được lãnh tụ tối cao Khamenei bổ nhiệm vào năm 2019. IRGC hoạt động cả trong và ngoài Iran, đặc biệt là ở Syria. Trong bài phát biểu vào Chủ nhật, ông Salami đã nói về cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel. Chúng tôi đã thay đổi phương trình chống lại Israel và bây giờ sẽ tấn công từ đất Iran để trả đũa bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel. Chỉ huy lực lượng QUDS Ismail Khani. Ông được bổ nhiệm chỉ huy lực lượng QUDS là đơn vị tinh nhuệ nhất của IRGC sau vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani vào năm 2020. Trong khi người tiền nhiệm Soleimani nổi tiếng với sức lôi cuốn đặc biệt của một nhà lãnh đạo quân sự và đã có công biến lực lượng QUDS trở thành một lực lượng quân sự đáng gờm, thì Khani lại có phong cách lãnh đạo khác biệt. Không giống như tướng Soleimani, ông Khani không nói được tiếng Ả Rập và phải sử dụng phiên dịch viên để truyền tải các thông điệp của mình. Lực lượng QUDS chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của IRGC bên ngoài Iran, với vai trò chính của họ là hỗ trợ các lực lượng kháng chiến chống lại Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Iran trên khắp Trung Đông. Tham mưu trưởng Iran Mohammad Bagheri. Ông Bagheri đã tích cực tham gia vào việc lên kế hoạch tấn công chống lại Israel. Khi tham dự đám tang của chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Damascus, ông nói phương pháp trả thù sẽ do chúng tôi quyết định. Ông cho biết tên lửa đạn đạo cũng như là tên lửa hành trình đã được sử dụng trong cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Israel và kế hoạch của Iran là tấn công một căn cứ không quân của Israel, nhà của các máy bay chiến đấu, được cho là đã thực hiện cuộc tấn công vào Damascus hôm 1 tháng 4. Chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC Amir Ali Hajizadeh. Tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công thuộc trách nhiệm của ông Hajizadeh. Trong bài phát biểu hồi tháng 3, ông nói, chúng tôi đã đạt được năng lực cao trong tất cả các lĩnh vực quân sự và tuyên bố chúng tôi là một trong 3 quốc gia hàng đầu về sản xuất máy bay không người lái. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ông Raisi giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính quyền Iran và được bầu vào vị trí này vào năm 2021. Ông thuộc lớp người bảo thủ và thực hiện chính sách cứng rắn hơn đối với phương Tây so với người tiền nhiệm Hassan Rouhani. Ông Raisi đóng vai trò trung tâm trong việc truyền tải thông điệp của Iran và mối quan hệ của Tehran với các nước láng giềng. Vào Chủ nhật, sau cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel, ông tuyên bố rằng Iran đang ở thời điểm mạnh nhất hiện nay. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. Một trong những nhân vật nổi bật của chính quyền Iran là Ngoại trưởng Amir Abdollahian, người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương và nổi tiếng với những tuyên bố cứng rắn với Israel. Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ, ông Amir Abdollahian đã tích cực hơn trong việc điều phối lợi ích của Iran ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Ông cũng tổ chức nhiều cuộc thảo luận về tình hình chiến sự ở Gaza với các đối tác trong khu vực trong những ngày gần đây.